Nhìn vào điểm và phổ điểm các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, môn tiếng Anh có phổ điểm thấp nhất. Trong khi toán, ngữ văn, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân đều có điểm trung bình từ 6,0 trở lên, thì điểm trung bình tiếng Anh lại là 5,45 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,2 điểm, và đây cũng là môn thi có số thí sinh đạt điểm liệt nhiều nhất với 192 bài thi. Đối với mình, bản thân cũng trải qua nhiều khó khăn và đầy lo âu khi học tiếng Anh trong suốt những năm tháng cấp 2 và cấp 3. Đến hết học kỳ 1 năm lớp 12 mà điểm ngoại ngữ của mình chỉ được trung bình nhỏ hơn 5. Nhưng vẫn là mình của nửa năm sau, người đạt được 9,4 điểm thi đại học môn tiếng Anh. Và không chỉ thế mà còn thi đỗ được vào một trong những trường top đầu của nước Anh. Thông qua trải nghiệm việc nước đến chân rồi mới nhảy mà vẫn thành công rực rỡ, mình đã đúc kết được một vài chân lý trong việc học tiếng Anh mà mình rất nóng lòng để chia sẻ với các bạn qua bài viết này. Đó là lời mở đầu của tác giả Đại Mao trong bài viết "Từ con số 0, tôi đã đạt 9,4 tiếng Anh ở kỳ thi đại học trong 6 tháng như thế nào", được đăng tải trên website của Spider Room. Nếu như bạn đang đứng ở ngưỡng cửa quan trọng có tên là thi đại học và vẫn loay hoay cùng câu hỏi liệu có cách nào để cứu vãn sự nghiệp học tiếng Anh hay không, thì video này chính là dành cho bạn. Lưu ý, tác giả của bài viết không chỉ học tiếng Anh với mục đích thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà còn để có thể chinh phục chứng chỉ tiếng Anh IELTS. Vậy nên, mong bạn có được tâm thế phù hợp nhất khi xem video này nhé. Còn bây giờ, cùng Spider Room bắt đầu đi tìm lời giải cho câu hỏi trên thôi nào. Một, thứ chúng ta cần là một mục tiêu cụ thể và một kế hoạch chỉn chu. Mục tiêu là đích đến, còn kế hoạch là tấm bản đồ. Để bước đi thật vững chãi trên chuyến hành trình mang tên cuộc đời, bạn bắt buộc phải có cả hai thứ này, bất kể ở thời gian nào, không gian nào. Và khi đã có mục tiêu rồi, thì hãy đặt ra mục tiêu lớn nhất với độ khó ngoài sức tưởng tượng, mà ngay cả bản thân bạn cũng sẽ nghi ngờ về tính thực tế của nó. Chính vì nó khó đến mức điên rồ, nên bạn sẽ phải nghĩ ra đủ mọi mưu sách để đạt được nó. Điều này sẽ giúp bạn có một động lực vô hình, chính nó sẽ đưa bạn vào một trạng thái tập trung cao độ để tăng cường mọi giác quan và trí tuệ mà trước giờ bạn chưa bao giờ làm được. Một dấu hiệu cho bạn biết rằng mình đã có mục tiêu đủ lớn chính là khi bạn kể cho mọi người xung quanh về nó, phản ứng hầu hết của họ sẽ là một tràng cười hay một khuôn mặt trầm ngâm suy tư. Ấy là vì trong đầu họ nghĩ rằng, thì đứa này nó có bị ảo tưởng sức mạnh hay không vậy? Giả dụ, cuối học kỳ 1 lớp 12, giáo viên tiếng Anh gọi từng học sinh đứng lên để nói về mục tiêu điểm số trong kỳ thi đại học. Đến lượt mình, khi đó đã có kế hoạch và mục tiêu cụ thể nhé. Mình dõng dạc trả lời rằng mình sẽ được trên 9 điểm. Các bạn có thể đoán ra phản ứng của cô giáo và toàn bộ các học sinh khác trong lớp sẽ như thế nào rồi đấy. Chính là một tràng cười dài với vô số những câu đùa châm biếm. Đối với mình, đàn ông mà đáng mặt làm chính nhân quân tử là phải nói được làm được. Nên những lời châm biếm hay cười đùa của chúng bạn càng làm mình sôi máu và khiến mình hạ quyết tâm đạt được mục tiêu cho chúng nó sáng mắt mà không cần phải uống omega 3 luôn. Việc càng khó, mình càng muốn dấn thân vào. Kế hoạch tác chiến của mình khá đơn giản, nó xoay quanh một công thức duy nhất. Output bằng input, đầu ra bằng đầu vào. Mình nhận thấy thứ khó nhất trong ngôn ngữ không phải là những ngữ pháp rắc rối và cao siêu, mà chính là từ vựng. Lý do tại sao trong việc học ngoại ngữ chúng ta luôn có một giai đoạn học 10 từ vựng mỗi ngày. Bởi vì nếu không có từ vựng, bạn sẽ không nghe, không nói, không viết được. Vậy ngữ pháp của bạn có thần thánh đến mấy mà không có từ vựng để viết thành câu, nói thành lời thì có phải là quá vô nghĩa không? Sau khi nhận ra vấn đề cốt lõi, mình liền viết ra một bản kế hoạch trong thời gian 6 tháng. Tóm tắt bản kế hoạch dựa trên phương pháp luyện thi IELTS như sau. Tháng 1, mỗi ngày làm một đầy IELTS Reading Test, học hết các từ vựng không biết. Tháng 2, mỗi ngày làm một đầy IELTS Listening Test, chép chính tả đoạn hội thoại trong bài thi. Tháng 3, mỗi ngày làm 2 đầy IELTS Speaking Test, viết rõ câu trả lời, học thuộc, đọc thành tiếng để luyện phát âm. Tháng 4 và tháng 5, mỗi ngày một đầy IELTS Writing Test, áp dụng từ vựng, cấu trúc ngữ pháp đã học trong 3 tháng đầu tiên. Mỗi đề nên viết tối thiểu 2 lần, lần 1 tự viết, lần 2 tham khảo thầy cô giáo hoặc là câu trả lời mẫu trên Internet để viết thành bài của mình hoặc học thuộc chứ không cần phải sửa lại. Tháng 6, mỗi ngày một kỹ năng, 7 ngày trong tuần, chấm điểm từng kỹ năng để biết trình độ hiện tại đang nằm ở mức nào.
Lý do mà mình chọn làm đề thay vì học bài bản theo các giáo trình dài hàng trang do các trung tâm Anh ngữ, mặc dù lúc đó trình độ của mình là con số 0, là bởi nếu học bài bản từ gốc rễ thì 6 tháng đó sẽ không thể đủ thời gian để học hết từng ấy kiến thức được. Vậy nên mình làm đề khi mà tất cả những thứ quan trọng nhất trong bài thi thật đều được thể hiện trong mỗi đề mình làm. Vậy mình chỉ cần làm đi làm lại và học thuộc hết tất cả bọn chúng là mình sẽ thành công. Lưu ý, đây là cách học của riêng mình và mình tin là hiệu quả. Bạn có thể cân nhắc tham khảo hoặc bỏ qua nhé. Có thể các bạn sẽ thắc mắc rằng thi đại học chứ đâu phải là thi IELTS mà lại lên kế hoạch học IELTS, lại còn có cả luyện nghe, luyện nói nữa. Vậy thì là bởi vì mình cần IELTS để apply đi du học, nên là tại thời điểm đó mình cần học theo chuẩn phương pháp IELTS để thi. Thông qua phương pháp này, mình cũng đạt được 6.0 IELTS trong lần thi đầu tiên, đánh dấu sự thành công đầu tiên của 6 tháng rồi mài kinh sử. Sau khi đã thi xong IELTS, mình không cần làm theo kế hoạch cũ nữa mà mình chuyển sang ôn chuyên đề theo cấu trúc thi đại học. Đặc biệt, mình sử dụng quyển Tài liệu ôn thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn tiếng Anh của tác giả Vĩnh Bá mỗi ngày để bổ sung thêm các dạng cấu trúc ngữ pháp nâng cao. Cũng chính vì có nền tảng từ khối từ vựng kha khá thông qua học IELTS, cộng thêm các dạng cấu trúc ngữ pháp ở các chuyên đề thi Trung học Phổ thông và sách của Vĩnh Bá, mình đã đạt được kết quả bất ngờ mà đến chính bản thân mình cũng không thể tưởng tượng ra được. Chỉ vỏn vẹn 180 ngày, sự chăm chỉ và kỷ luật đã cho mình hai trái ngọt, chính là bằng IELTS đủ để mình đăng ký dự bị đại học bên Anh Quốc và đạt 9,4 ở môn tiếng Anh trong kỳ thi đại học. Đúng là hành trình vạn dặm cũng đều bắt đầu từ một bước chân. Trích Lão Tử, nhà triết học cổ đại Trung Quốc và là người sáng lập ra đạo giáo. 2. Hãy học từ người giỏi nhất. Có kế hoạch, mục đích cụ thể là rất quan trọng. Nhưng trên con đường học vấn của mình có một người thầy chỉ đúng hướng đi để thành tài vẫn là một điều không thể thiếu. Bản thân mình cũng đã nhờ sự tận tình và động lực từ thầy cô truyền cho để vững bước trước những cơn sóng áp lực học thi. Hãy tìm cho mình một người thầy thật giỏi vì họ có những bí kíp gia truyền để đưa bạn đến với thành công. Giống như một đội bóng dù toàn là những siêu sao nhưng mà không có huấn luyện viên kỳ tài sẽ không thể đạt được những danh hiệu lớn. Mỗi người thầy sẽ có những giáo án giảng dạy và phương pháp luyện tập riêng. Điều bạn cần chính là tin tưởng và làm theo những gì được dạy. Bỏ qua những lời hứa hoa mỹ kèm theo cam kết đầu ra chất lượng. Mình muốn bạn tập trung vào việc liệu người thầy đó có tâm huyết với học sinh không, bằng cách đưa ra đa dạng các chuyên đề, sách ôn luyện cũng như tạo ra áp lực cho học sinh như những người thợ rèn lão làng sẵn sàng gõ 1.000 cây búa để rèn ra một thanh kiếm sắc. Người thầy chuẩn sách giáo khoa sẽ là nguồn cảm hứng bất tận để tiếp thêm động lực cho bạn trên con đường học hành. 3. Không ai học thay bạn được. Có mục tiêu rõ ràng, kế hoạch chi tiết và thầy giáo giỏi rồi, nhưng mà tất cả sẽ là vô nghĩa nếu như mà bạn không thể vượt qua được sự lười biếng và trì hoãn của bản thân. Điều này đồng nghĩa với việc bạn không có sự lựa chọn nào khác ngoài bắt tay và thực hiện công việc ngay tức khắc. Vì thời gian sẽ không chờ đợi một ai cả, đặc biệt là những người đang rất thiếu thốn thời gian như các bạn học sinh cuối cấp. Mình biết những điều mình sắp nói sau đây nghe đã quá là quen tai rồi, nhưng sự thật là bạn phải từ bỏ những thói quen nghiện ngập mà bạn đã hình thành trong quá khứ. Ví dụ như chơi game, lướt mạng xã hội, thậm chí những thứ tưởng chừng vô hạn như là xem phim và đọc truyện. Hãy nhớ rằng mỗi phút trôi qua, bạn đều có cơ hội để học thêm một điều mới. Vậy nên hãy cân nhắc kỹ những kiến thức bạn muốn dung nạp vào đầu và hãy đặt thứ tự ưu tiên cho việc học tiếng Anh lên hàng đầu nếu như bạn thật sự muốn tạo ra kỳ tích trong tương lai. Chính bản thân mình đã từng là một thằng lười học và ham chơi. Chứng nghiện điện tử đã nhen nhóm trong mình từ khi còn là học sinh cấp 1 và lên cấp 2. Việc trốn học đi chơi game đã thành thói quen từ lúc nào không hay. Bước vào cấp 3 là mình sa đọa và yêu đương nhăng nhít. Học hành thì bê tha, thầy cô giáo trên trường thì nhìn thấy mình với ánh mắt ngao ngán. Nhưng cuối cùng, mình cũng đã chứng minh được, ít nhất là với bản thân rằng nếu muốn tạo ra kỳ tích, mình chỉ cần gạt bỏ hết quá khứ và bắt đầu lại từ đầu như một con người mới cùng với ý chí kỷ luật mãnh liệt và có phần ám ảnh về việc phải thành công. Khi bạn thực sự mong muốn điều gì đó, cả vũ trụ hợp lại để giúp bạn đạt được nó. Trích từ sách Nhà giả kim của tác giả Paulo Coelho. Việc học tiếng Anh đối với mình đã từng là cơn ác mộng, nhưng sau cùng, chính tiếng Anh là thứ mà mình say mê và thích thú hơn cả. Không phải vì mình đạt điểm cao hay có chứng chỉ bằng cấp quốc tế, mà vì nó đã mang cho mình một tư duy mới về tính kỷ luật trong học tập để mình có thể áp dụng cho mọi sự học hỏi sau này. Đến bây giờ, khi đã có gia đình, mình vẫn còn áp dụng những thứ đã học được trong 6 tháng định mệnh đó vào cuộc sống của một người trưởng thành thực thụ.
Vậy nên mình mong rằng mỗi khán giả sau khi lắng nghe những lời chia sẻ trên sẽ có thêm động lực để kiến tạo ra những kỳ tích trong tương lai, đặc biệt là những bạn học sinh cuối cấp đang gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và chọn môn tiếng Anh để xét tuyển nhé. Chúc bạn có một hành trình thành công, không chỉ với việc học tiếng Anh để thi đại học mà còn với việc tạo kỷ luật và vượt lên chính mình trong cuộc sống. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của Nhà Nhện để đọc thêm những nội dung tương tự nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye!